Xin chào các bạn, hôm nay mình đi một đoạn đường mới. Chuẩn bị vào trail nhé các bạn, phía bên trái mình. Đoạn này thì mình muốn đi lâu nay rồi, nhưng mà không có cơ hội. Hôm nay thì muốn luyện đi tốc độ để coi khả năng bứt tốc của mình sau khi phục hồi chấn thương là như thế nào. Với lại mình luyện khả năng control chiếc xe của mình trên đoạn địa hình phức tạp. Cua kết hợp với tốc độ cao, có những lúc là mình lủi vào lề luôn. Xuống đê luôn, nhưng khi tới ngay mép thì mình không đủ tự tin. Hy vọng lần sau mình sẽ làm được. Đoạn này cách đoạn mình mới đi vừa nãy tầm 5-6 cây số, địa hình cũng y chang như vậy thôi. Đi một lúc thì mình cũng hết đường, sẽ quay trở lại. Có đóng góp ý kiến về video hay thắc mắc gì, xin comment phía dưới giúp mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới.